đến với các tin tức thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tiền gửi tại quầy trung bình ở mức là 5% một năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước. Mức lãi suất cao nhất giao động trong phổ là từ 5,3 đến 5,5% một năm. Tính riêng kỳ hạn 12 tháng tiền gửi tại quầy, Việt Banh đang là quán quân với lãi suất tiền gửi ở mức 5,6% một năm, theo sau đó là 5 đơn vị khác cùng có mức lãi suất 5,5% một năm, bao gồm Bảo Việt Banh, HD Banh, Kiên Long Banh, Nam Á Banh, BV Banh, một số ngân hàng khác như Đông Á Banh, OCB, Exim Banh, SHB, Bắc Á Banh, niêm yết mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng quanh mốc 5,3% đến 5,1% một năm. Ở hướng ngược lại, nhiều nhà băng hạ lãi suất kỳ hạn 12 tháng về mức dưới 5%, nếu như đầu tháng 12, 6 đơn vị niêm yết mức lãi suất dưới 5% thì sang đến đầu tháng 1 đã tăng lên 10 đơn vị. Năm qua ngân hàng nhà nước đã có 4 lần giảm lãi suất điều hành, lãi suất huy động đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến là 5%, thấp hơn đến 4% so với hồi đầu năm 2023 là 9% thấp như vậy nhưng lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng của cư dân và các tổ chức kinh tế vẫn đạt hơn 18 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10,8% so với đầu năm. Mức tăng này gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức tiền gửi cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng.